Hello cả nhà ơi, hôm nay Tina xin chào cả nhà nha, và chúc cả nhà được sức khỏe dồi dào nha, an khang thịnh vượng nha. Hello my lovely friends, I wish you the happiness and healthiness to you and your family. Today I'm sharing with you, I'm craving a grilled chicken wings dipped with a really spicy sauce. So craving. Cả nhà ơi, tự nhiên hôm nay Tina thèm mà cánh gà nướng nè, ngon chưa? Cánh gà nướng chấm với muối tiêu chanh rồi thật là cay nha cả nhà. Trời ơi, cay quá trời luôn, cay quá chừng luôn. Má mì ăn, má mì. Không có ướp, nướng không à. Ôi, Tina xin mời cả nhà nha. My friend enjoying with me. Có mình Tina ăn nè. Cả nhà ơi, có mình Tina ăn à, Tina ăn cay quá chừng luôn á, trời ơi cay quá chừng super luôn. Quá chừng cay luôn, một dĩa cánh gà. Đây. Đây, ăn tự nhiên nha cả nhà. My friend eating with me. Ngon quá cả nhà ơi. Mango. Cả nhà ơi, đang ăn gà từ cái chị đưa xoài thèm xoài ăn xào luôn. My friend enjoy mango too. Xoài rất là ngon cả nhà ơi, rất là ngọt, rất là bùi. So good mango. Thì na phải ăn mấy cái khác khác như nào. My friend, I like to eat like the burning part. So crispy. Chắc đi tắm à. Xương, it's bone. Hãy
ngon quá cả nhà ơi. Cái nhà ơi, cánh gà này là Tina nướng ở ngoài cái máy của Tina nha, chứ không phải là chiên, cho nên là không có dầu không có gì trơn á, chấm với muối tiêu chanh rồi sa tế rất là ngon. My friends order wings I grill, it's not fried, it's so hot and just cooked, so it's, you know, tastes so good. So I dip with the hot spicy sauce. I love spicy. Mình ăn mà có gì cay theo của người Việt mình thì ngon hết cả nhà ha. Thương quá. Đây là bữa ăn chiều của Tina. This is my dinner, my friend. The chicken so hot. Cả nhà ơi, gà mới nướng đem xuống nên vẫn còn nóng quá chừng luôn. Wow, it's so hot. Rất là nóng luôn cả nhà ơi. I'm on video. Thèm nhưng mà ăn hai cánh là thấy ngán rồi. Wow, it's so hot. Nóng quá, nóng quá cả nhà ơi, nóng quá. Vừa cay mà vừa nóng nữa cả nhà ơi. Thôi Tina ăn hai cái thôi. Thôi hôm nay bữa ăn chiều của Tina, Tina ăn tới đây thôi. Tina chỉ chia sẻ với cả nhà mình vậy thôi nha. Thì Tina cũng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều và cũng luôn luôn có lời tốt, lời đẹp gửi đến cho cả nhà mình luôn luôn được sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Tina xin hẹn cả nhà video kế tiếp. My friends and my family, today is just my dinner day, like two wings, couple piece of mango and spicy sauce. So I think I'm done for now. So I never forget to wish you the happiness and healthiness to you, to your family. And thank you so much for supporting. I will see you next video. Love you. Bye.